Cơ thể con người là một hệ thống vô cùng phức tạp và hoàn hảo, một kiệt tác vẫn đang ẩn chứa những câu hỏi lớn dành cho các bác sĩ và các nhà nghiên cứu. Trong số các bộ phận của cơ thể, não là bộ phận phức tạp nhất và khó hiểu nhất. Những sự thật thú vị về não bộ dưới đây có thể sẽ làm bạn bất ngờ. 1. Dẫn truyền xung thần kinh siêu tốc. Tốc độ dẫn truyền xung thần kinh đến và đi từ não bộ vào khoảng hơn 270 km/h, nghĩa là chỉ mất chưa đến 2% giây để truyền từ ngón chân lên đến não. Có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào bạn có thể phản ứng rất nhanh với những tác động xung quanh bạn chưa? Hay tại sao mà chân bạn cảm thấy đau gần như ngay lập tức sau khi bị giẫm phải? Đó là do sự chuyển động siêu tốc của sung thần kinh từ não đến các phần còn lại của cơ thể bạn và ngược lại, mang lại phản ứng với tốc độ của một chiếc xe thể thao đời mới nhất chạy với tốc độ cao. 2. Dung lượng bộ nhớ khổng lồ Theo bạn, con người có thể nhớ được lượng thông tin lớn bao nhiêu? Câu trả lời có thể sẽ khiến bạn bất ngờ. Các tế bào não của con người có thể nắm giữ lượng thông tin nhiều gấp 5 lần bách khoa toàn thư Britannica, cuốn từ điển bách khoa toàn thư bằng tiếng Anh lâu đời nhất thế giới, hoặc bất kỳ cuốn bách khoa toàn thư nào khác mà bạn biết. Các nhà khoa học vẫn chưa có một con số thống nhất, nhưng dung lượng lưu trữ của não bộ về mặt điện tử có thể lên đến 1.000 terabit. Lưu trữ quốc gia của Anh, chứa hơn 900 năm lịch sử, chỉ chiếm 70 terabit, một sự so sánh khiến bộ nhớ của bộ não thực sự ấn tượng. 3 não không bao giờ ngủ. Các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích cho điều này nhưng bạn có thể cảm ơn những công việc vất vả và thầm lặng của bộ não trong khi bạn ngủ đã mang lại cho chúng ta tất cả những giấc mơ dễ chịu. 4. Não càng thông minh thì càng có nhiều giấc mơ. Các nhà khoa học nói rằng chỉ số IQ của bạn càng cao, bạn càng có nhiều giấc mơ. Điều này đúng, nhưng đừng nghĩ rằng nếu bạn không thể nhớ những giấc mơ của mình nghĩa là bạn đang có dấu hiệu súng tinh thần. Hầu hết chúng ta không nhớ nhiều về những giấc mơ của mình và thật bất ngờ khi biết rằng chiều dài của hầu hết những giấc mơ thường rất ngắn, đôi khi chỉ vào khoảng 2 đến 3 giây. 5. Não không biết đau Nhiều người, trong đó có thể có bạn, vẫn tin rằng não là cơ quan dễ bị cảm giác đau nhất, thế nên loài người và nhiều loài động vật khác phải giấu bộ não trong hộp xương sọ dày chắc chắn. Điều này không hoàn toàn đúng. Như đã nói ở trên, bộ não ở dạng mềm giống như thạch và rất dễ bị tổn thương. Thế nhưng bản thân bộ não tự nó không thể cảm thấy đau đớn. Vậy thì điều gì khiến bạn hay thấy mình bị đau đầu như búa bổ? Câu trả lời là, do bộ não được bao quanh bởi vô số các mô, các dây thần kinh và mạch máu chứa nhiều các tế bào tiếp nhận đau đớn và nó chính là trung tâm tiếp nhận cảm đau đớn khi cơ thể bạn bị tổn thương.